Bây giờ cô ông đi dắt lân cho mã nhá. Chắc là tung đều nó mới đều. Nó khỏe. Chiêm được phải rắc nhiều lần vào tí cây mạ nó đẹp. Cây mạ cái rúa thì này, tao rắc này xong tao lại đi gạt từ một lần nữa cho nó tập phẳng đi hết cái nước ở trên, cái rỗng rỗng đi mà giờ phân cái phân này nó đều. Cái rắc này nhiều lúc nó cũng đều. Dùng đó. Gạt hết. Cái này là chưa có mấy đâu. Chứ chưa gạt hết rồi mà. Chưa gạt hết rồi. Thế bây giờ chỉ gạt nhẹ thôi. Gạt nhẹ thôi. Mà còn chờ xem là lân rắc cái nào đó.
luôn, nó thiếu thì mua thêm. Không thiếu đâu. Như còn được kia mà được mấy luống nữa rồi. Được. Cứ một thau này hai luống, gần hai luống. Bốn luống rồi thầy ơi. Một luống, một thau này ông rắc hẳn bốn luống rồi này. Ít. Đấy của ông rắc kiểu này là ít. 25 cân cơ mà. Hai chậu hết rồi. Và đến mùa này nó ít phân vẫn nó sống. Cái gạt đi mấy lúc này gạt đi. Gạt ra ngoài. Mặt này cũng đều hết rồi. Nếm là nếm xa này rồi thì không sợ. Để hết. Đúng gần. Vừa rồi các cháu cùng ông đi để rắc cái phân cho bà nhá. Rắc cái phân lân cho bà nhá. Các cháu thầy chồng nút like, thích đăng ký kênh nhá. Chào các cháu nhá. Xin chào mọi người nhá.